Năm loại đốt sống bệnh lý. Thứ nhất là đốt sống lồi này, thứ hai là đốt sống lệch này, thứ ba là đốt sống lõm này, thứ bốn là vừa lồi vừa lệch, và thứ năm là vừa lõm vừa lệch. Xin nhắc lại là không bao giờ có vừa lồi vừa lõm nhé. Đã lồi thì không có lõm, cho nên là không có vừa lồi vừa lõm, chỉ có vừa lồi vừa lệch hoặc vừa lõm vừa lệch. Thế là năm loại đốt sống bệnh lý. Thứ hai là có 8 loại cơ bệnh lý. Thứ nhất là cơ co. Co là nó co lên, cơ nó co, chúng ta hình dung như là cao su ấy. Thứ hai là cơ cứng. Cơ cứng là nó như là cơm cháy, nó như là da trâu da bò ấy. Tiếp nữa là cơ mềm, cơ co, cơ cứng, cơ mềm. Loại thứ bốn nó gọi là loại xơ dối. Xơ dối là cơ nó nằm ở trí tí trên đầu gai sống thôi. Loại tiếp theo là nó gọi là sơ sợi. Sơ sợi thì như là nắm cước, như là nắm tăm, nằm ở dọc cột sống hoặc nằm ngang cột sống hoặc là chéo vào chéo ra cột sống. Loại loại tiếp là loại sợi tròn. Sợi tròn là nó to có thể nó to hơn cái tăm, to hơn cái cước, và to nhất là những cả một cái bó cơ to nó co cứng ấy. Khác thường. Loại tiếp nữa là loại sợi dẹt. Sợi dẹt thì nó có một cái loại là mỏng, một cái loại là to dày. Cái loại mỏng là hay liên quan đến những cái bệnh mãn tính, thậm chí là bệnh nan y. Còn bệnh cái cơ co dày thì nó dày hơn. Và loại cuối cùng nó gọi là loại teo nhược, cơ teo nhược. Thế thì chúng ta hình dung này, chúng ta kết nối vào này. Cơ co thì bao giờ cũng làm cho đốt sống lồi. Cơ co thì bao giờ cũng làm cho đốt sống lồi. Co một bên thì vừa làm cho lồi vừa làm cho lệch. Co đều thì làm cho lồi cân ra. Còn sợi á, sơ sợi. Sơ sợi thì cái sợi ngang đấy, sợi chéo ấy, là nó kéo lệch đốt sống đi. Cái sơ sợi mà cái loại sợi ngang, sợi chéo ấy, ở lớp trong ấy, là nó cũng làm kéo lệch cái đốt sống đi. Cái còn cơ teo ấy, là nó ở chỗ đốt sống lõm. Đốt sống lõm thì cơ nó teo. Tạm thời cái tạm thời cái mạng máy tính của mình chưa vào được, cho nên chưa bật clip được ấy. Thì thứ nhất là Mai cũng sẽ gửi clip cho mọi người tham khảo. Thứ hai là chúng ta sẽ nói về thể loại nhé. Chịu khó hình dung này, tí nữa bật được máy tính thì sẽ bật cho mọi người. Chịu khó hình dung thể loại. Thể thì chỉ có thể cơ bệnh lý thôi, không có thể đốt sống bệnh lý. Thể chỉ có thể cơ bệnh lý, mọi người viết xuống xong là hình dung. Thể cơ bệnh lý là thế này ạ. Thứ nhất là thể quy định cái bề rộng của lớp cơ bệnh lý. Chúng ta lấy bút ghi mới nhớ được ạ. Quy định bề rộng của lớp cơ bệnh lý. Thì nó có loại, nó có thể hẹp. Thể hẹp là cơ bệnh lý chỉ nằm ở trên đầu gai sống thôi. Thứ hai là thể rộng. Thể rộng là cơ bệnh lý nó bắt đầu từ đầu gai sống, nó lan ra rãnh sống.
nó lan vượt ra ngoài đầu gai sống. Cái đầu gai sống rất là nhỏ nhà mình nhé, đầu gai sống nó chỉ một phân thôi. Thể rộng là cơ bệnh lý từ đầu gai sống lan ra ngoài rãnh sống. Loại thứ ba nó gọi là thể lớn. Thể lớn là cơ bệnh lý từ đầu gai sống lan qua rãnh sống sang hai bên cơ thẳng lưng, thậm chí lan vòng ra cả đằng trước người. Đấy gọi là thể lớn. Chúng ta nhắc lại nhé. Thể cơ bệnh lý thứ nhất là theo bề rộng của lớp cơ bệnh lý thì có thể thể hẹp là cơ bệnh lý chỉ nằm gọn ở trên đầu gai sống. Thể rộng là cơ bệnh lý lan từ đầu gai sống sang rãnh sống. Còn thể lớn là cơ bệnh lý từ đầu gai sống lan sang rãnh sống, lan vượt qua rãnh sống sang cơ thẳng lưng, thậm chí chạy vòng ra cả đằng trước ngực, chạy vòng ra đằng trước mu, chạy vòng ra chi, nghĩa là ra chân ra tay, gọi là cơ bệnh lý thể lớn. Thứ hai là thể cơ bệnh lý quy định theo chiều sâu của lớp cơ bệnh lý thì có thể ngoài. Thể ngoài loại thứ hai là thể giữa, loại thứ ba là thể trong. Cơ bệnh lý thể ngoài có nghĩa là lớp cơ bệnh lý nằm sát với da, còn cơ bệnh lý thể trong có nghĩa là cơ bệnh lý nằm sát với xương. Còn cơ bệnh lý thể giữa có nghĩa là cái cơ bệnh lý nó nằm giữa ở lớp ngoài mấy lớp sâu trong. Vì thế cho nên là cơ bệnh lý chúng ta có các cái loại thể. Thứ nhất là thể ngoài, thể giữa, thể trong, thể hẹp, thể rộng, thể lớn. Dùng hai ngón tay kẹp vào mỏm gai, kiểm tra mỏm gai, và khi sờ thì chúng ta không được tìm vuốt từ trên xuống dưới, chúng ta không để phải luôn luôn giữ hai ngón tay kẹp vào đốt mỏm gai và kéo từ trên xuống dưới. Khi chúng ta vuốt từ trên xuống dưới, chúng ta sẽ có những bước sơ khởi để cảm nhận ấn tượng cái chỗ nào không bất thường. Sau đó thì chúng ta tập trung kiểm tra vào nơi bất bất thường. Chúng ta ấn lên ấn xuống cái chỗ bất thường. Ví dụ ở cái chỗ này khi chúng ta đẩy lên thì bị vấp, mà chúng ta vuốt xuống không bị tại chỗ đó thì chứng tỏ cái đốt sống này bị lệch. Ở trên tiếp theo là chúng ta kiểm tra cái điểm đau. Phàm cái chỗ nào là có bệnh thì chúng ta chắc chắn là sẽ có điểm đau. Có người thì bình thường thì không thấy đau nhưng khi ấn vào thì thấy đau. Khi mà phát hiện một đốt sống nào không bình thường thì chúng ta kiểm tra cái bốn điểm ở xung quanh đốt sống. Xem có điểm nào đau không? Nặng thì có khi bốn điểm ở bên cạnh đốt sống đều đau. Nhẹ thì chỉ có một điểm đau mà thôi. Cột sống mà bị lệch kèm theo ấn vào đau thì chứng tỏ bệnh nhân đã biểu hiện ra thành bệnh. Nếu chúng ta sờ thấy cái đốt sống bị lệch nhưng ấn vào lại không thấy đau thì có thể là do bệnh nhân bị tiên thiên đã bị biến đổi. Cột sống một người có rất nhiều lúc bị biến đổi nhưng chúng ta bị lệch nhưng khi chúng ta ấn vào thì lại không thấy đau. Đối với những cái trường hợp thế này thì chúng ta không được phép lán chỉnh. Bởi vì nếu lán chỉnh thì rất có thể biến lợn lành thành lợn què. Rất quan trọng.
Bước cuối cùng là chúng ta kiểm tra các cái cơ bên cạnh cột sống, các cái cơ trên cột trên sống. đầu gai. Chúng ta vuốt từ ngón cái, vuốt từ trái sang bên phải. Những cái đốt sống bên lề sẽ kèm theo những cái dây cơ thần kinh sẽ bị tổn thương. Đến đây là kết thúc. Ok, cảm ơn cả nhà. Thế là chúng ta cũng xem được xong cái clip. Thế thì thế này nhá. Bây giờ là chúng ta sẽ ngồi thẳng người lên, thả lỏng người ra. Mình sẽ bật một cái clip. Cái clip này là nhạc nhẹ. Sau đấy vừa nghe nhạc, chúng ta vừa đặt tay vào thắt lưng. Vừa hít vào thì đẩy ra, ngửa ra, xong thì du dương, đu đưa. Trong thời gian du dương, đu đưa đấy, thì mình sẽ dẫn thiền những cái tầm quan trọng của các đốt sống cổ nhé. Người chuẩn bị này. Bật cái clip lên. Mọi người ngồi thẳng lên nhá, ngồi thẳng lên hai tay để vào thắt lưng. Chúng ta để tay vào thắt lưng ạ. Thả lỏng người, ngồi thẳng. Mắt có thể liêm diêm. Hơi thở êm, chậm, sâu đều. Đẩy tay vào thắt lưng. Mỗi một nhịp chúng ta đẩy ra đằng trước thì chúng ta hít vào. Thở ra, thả lỏng toàn bộ cơ thể. Hít vào, đẩy thắt lưng ra đằng trước. Hơi thở êm chậm sâu đều. Thở ra, thả lỏng toàn bộ cơ thể. Chúng ta làm liên tục trong một khoảng thời gian, mà đồng thời sẽ nghe về tầm quan trọng của các đốt sống cổ. Ngoài ra chúng ta cũng có thể lắc đốt sống sang hai bên theo nhịp thở, để tâm đến hơi thở, để tâm đến ngôn ngữ cột sống. Hít vào thì cương cứng, thở ra để thả lỏng. Tay thư giãn nghe nhạc và nghe người dẫn thông tin. Tay đặt vào thắt lưng, hít vào thì cương cứng đẩy ra, hoặc hít vào thì cương cứng đẩy sang bên phải hoặc bên trái, đung đưa, thở ra, thả lỏng toàn bộ cơ thể. Như đã nói, cột sống là cột trụ của vũ trụ. Thông qua giải phẫu thần kinh cột sống, thông qua kinh lạc huyệt đạo của y học cổ truyền, thông qua năng lượng với hệ thống luân xa trên hệ cuộc sống, theo hiển lộ của cơ chế nhận thức thông qua năm giác quan, tất cả nhận thức của chúng ta chính là bắt đầu từ cuộc sống. Thông qua tính không của những nhà huyền môn chia sẻ, mọi bí mật nằm trong cột sống,
Đặc biệt, chúng ta có cơ chế của lỗ nội tủy, những điều khoa học chưa hề khám phá. Đột sống kết nối hệ thần kinh trung ương đến mọi tế bào. Trong đó hệ thần kinh trung ương bao gồm não và tủy sống. Chúng ta hình dung các đốt sống cổ, 7 đốt sống cổ là nơi chuyển tiếp thông tin mệnh lệnh phát đi từ hệ thần kinh trung ương xuống 70.000 tỷ tế bào của cơ thể nằm trong 12 hệ thống. Và trên chiều ngược lại, 70.000 tỷ tế bào của cơ thể thông qua 12 tạng phủ và các cái hệ thống tương ứng truyền thông tin về trung ương thông qua hệ thần kinh tủy sống và đều phải đi qua khu vực cổ này. Ở khu vực các đốt sống cổ có khoảng 10 đặc điểm vô cùng quan trọng. Nó nói lên tầm quan trọng về cấu tạo, cơ chế, sử dụng, vai trò đặc biệt của nó. Cái thứ nhất, các đốt sống cổ là nơi vận động nhiều nhất. Vì vận động nhiều và trong một số trường hợp chịu tải trọng do sử dụng không đúng, cho nên các đốt sống cổ là một trong hai nơi hay xảy ra thoái hóa nhiều nhất. Chúng ta tiếp tục để tay và thắt lưng đung đưa ra phía trước, đung đưa sang hai bên, cương cứng thì hít vào, thở ra thì thả lỏng ạ. Thứ nhất là vận động nhiều. Thứ hai, đốt sống C1, C2 là trung tâm hô hấp, trung tâm nhịp tim, trung tâm phó giao cảm và trung tâm các giác quan tập trung ở khu vực này. Cái thứ ba, đốt sống C4 là trung tâm liên quan đến cơ hoành cách, trung tâm hoành cách. Chúng ta đặt tay vào giữa cổ, ngửa ra đằng sau. Chỗ nào lõm nhất đấy là C4. Đấy là trung tâm của cơ hoành cách, cơ thở lớn nhất. Nếu chúng ta bị nấc, chúng ta có thể chẹn hai tay vào khu vực C4. Nếu cơ chỗ nào co cứng lên, chúng ta giải tỏa, có thể hỗ trợ để xử lý cái cơn nấc cấp tính. Tiếp đến chúng ta có đám rối cổ C1, C2, C3, C4 là đám rối cổ. Các dây thần kinh tỏa ra xung quanh cổ và tỏa lên trên đầu để phụ trách cảm giác vận động khu vực này. Đấy là đặc điểm thứ 4. Thứ nhất là vận động nhiều. Thứ hai là trung tâm C1, trung tâm phó giao cảm. Thứ ba là trung tâm hoành cách ở C4. Thứ bốn là đám rối cổ từ C1 đến C4. Thứ năm là đám rối cánh tay từ C4 đến T1. Các cơ chế đau đầu, đau gáy, đau tê mỏi chân tay, tay do cơ chế dây thần kinh thì đều liên quan đến hai đám rối này. Cái thứ sáu là cơ chế phình tủy trên từ C4, C5, C6, C7, C8, T1. Các dây thần kinh ngoại biên khu vực này nằm trong khu vực phình tủy trên. Tại khu vực này cũng như hệ thống tủy sống của chúng ta nói chung, một ngày bằng 24 giờ thì cơ chế dịch não tủy dâng lên dâng xuống 4 lần. Và đến bây giờ cơ chế dâng của dịch tủy sống khoa học cũng chưa làm rõ.
và bất cứ một cơ chế bị rối dòng chảy của dịch não tủy thì đều gây kích thích và tạo ra các bệnh lý nhất định. Đặc điểm tiếp theo, đặc điểm thứ 7, ở từ C2 đến C7 ở gai ngang có lỗ cho động mạch và tĩnh mạch đi qua. Vì vậy, mọi trường hợp cơ cổ bị cứng, thoái hóa xương hoặc là cơ, dây chằng, gân cơ đều ảnh hưởng đến hai cái động mạch sống nền và tĩnh mạch sống nền này. Chúng ta hình dung mạch máu có 4 mạch máu để nuôi dưỡng não là hai động mạch cảnh và hai động mạch sống nền. Nếu cổ chúng ta gồng cứng, thoái hóa thì các động mạch nhu động bị giảm đi làm cho lưu lượng huyết lên não bị thấp đi, làm cho thiểu năng tuần hoàn não cũng như tạo ra các cái mảng bám ở trên động mạch do nó không nhu động được. Cái đặc điểm tiếp theo, đốt sống C6, C7 cực kỳ quan trọng là thần kinh liên quan đến tuyến giáp. Chúng ta nhớ đốt sống C6, C7 là liên quan đến thần kinh tuyến giáp. Tuyến giáp là tuyến nội tiết trung gian liên quan đến nhận tin từ 3 tuyến nội tiết trên đầu là tuyến yên, tuyến tùng và hạ đồi để chỉ đạo xuống toàn bộ cơ thể, ngược lại nhận thông tin từ bên dưới để chuyển lên, đấy là cơ quan trung gian. Vì vậy, mọi cơ chế liên quan đến gồng cứng cổ, liên quan đến rối loạn nội tiết thì đều làm cho tuyến giáp của chúng ta bị ảnh hưởng. Mẹ bỗng tung luôn hết rồi này, thấy không? Đặc điểm tiếp theo, tất cả các loại động vật có xương sống, có lông cổ, khi tức giận thì đều xù lông cổ lên. Nhưng động vật khi ở trạng thái xù lông cổ thì nó đều ở trạng thái chiến hay là biến, có nghĩa là bỏ chạy hoặc là tấn công. Con người chúng ta cũng vậy. Khi không hài lòng, chúng ta gồng cứng lên và chỗ gồng cứng nhất chính là chỗ cổ gáy. Nhưng chúng ta do truyền thống văn hóa, do được dạy dỗ thận trọng, được nhắc nhở là phải lịch sự, phải tế nhị, phải nhẫn nhục, cho nên khi chúng ta gồng lên thì chúng ta lại cười, có nghĩa là chúng ta tạo ra một cái lực lớn gấp đôi để giữ chặt cái lực đang bị ức chế lại. Khi về nhà, nghĩ đến người bạn đồng nghiệp, người sếp ở cơ quan, chúng ta lại tức, chúng ta lại gồng lên. Đêm chúng ta ngủ, chúng ta nhớ lại cái chuyện không hài lòng cơ quan, chúng ta lại gồng người lên. Ai mà đem chuyện cơ quan về để điên tiết lên ở nhà thì giải tỏa ít nhiều, nhưng ở nhà lại trở thành trận chiến và chúng ta lại gồng lên. Trên chiều ngược lại, chúng ta đến cơ quan có thể không hài lòng, chúng ta gồng lên, chúng ta lại ôn chuyện ở nhà, ôn chuyện của các mối quan hệ. Đấy là lý do tại sao bây giờ một trong những bệnh của thời đại là bệnh cổ vai gáy, đặc biệt là dân văn phòng. Do vận động ít cho nên các cơ chế kẹt cảm xúc không được giải tỏa. Chúng ta biết rằng vận động thể chất mạnh mẽ gắn liền với các trạng thái giải tỏa cảm xúc và gắn liền với sức khỏe thể chất của chúng ta. Và sức khỏe thể chất thì cũng quyết định một phần quan trọng của sức khỏe tinh thần và ngược lại. Sức khỏe tinh thần sẽ quyết định sức khỏe thể chất. Khi tinh thần chúng ta không thoải mái, ta gồng lên, gồng đủ lâu thoái hóa. Khi ta vận động mạnh, các cái trạng thái hormone được giải tỏa, được cân bằng. Đấy là cái cách tốt nhất để chúng ta chữa bệnh stress. Nếu chúng ta vận động
với cái trò chơi, với cái công việc chúng ta yêu thích, có ý nghĩa theo cách chúng ta tài năng thì không xét nào có thể ảnh hưởng đến chúng ta được. Cảm ơn cả nhà, thả lỏng một tí, thư giãn. Mọi người có nghe rõ không ạ? Có nhớ được 10 cái đặc điểm của đốt sống cổ không ạ? Dạ nghe được thầy. Dạ nghe được ạ. À, nó. Cảm Thầy nhớ. ơn. Và đấy là lý do là chúng ta muốn chữa đâu thì chữa, chúng ta phải chữa các đốt sống cổ trước. Xin một phút để chuyển cái khâu hot cái. Thế là bây giờ ai nhớ được những cái 10 cái đặc điểm của đốt sống cổ không? 10 cái đặc điểm quan trọng của đốt sống cổ. Sau này cứ bệnh gì phải chữa đốt sống cổ đã nhé. Bây giờ chúng ta sẽ chia thành 10 nhóm. 10 nhóm sẽ giao lưu khoảng 5 đến 7 phút và chúng ta để ý xem hôm nay chúng ta có duyên gặp ai. Tất cả chúng ta sẽ bật camera và mic lên để giao lưu với nhau. Biết đâu đây là những cái duyên rất là tuyệt vời. Còn có 7 8 người thì đừng có tắt đi nhé. Thế và chúng ta sẽ giao lưu ôn với nhau, thứ nhất là 10 cái đặc điểm của đốt sống cổ. Còn ai nếu không nhớ được 10 đốt sống cổ thì giao lưu về mấy cái đốt sống và cơ bệnh lý cũng được. Sau khoảng 6 phút chúng ta sẽ quay lại đây. Và sau khi quay lại đây thì chúng ta sẽ bật cái lưng, mô hình lưng lên và hình ảnh lên để chúng ta nói với nhau để thể loại như thế nào. Thì chúng ta sẽ... Đây mọi người nhìn nha. Chúng ta có thể cơ bệnh lý gồm thứ nhất là thể hẹp. Thể hẹp là nó chỉ nằm ở trên đầu gai này thôi ạ. Cơ nó chỉ bé tí ở đầu gai thôi. Chúng ta nhìn nhá, chúng ta sẽ có cái chỗ này nó gọi là rãnh sống này. Này rãnh sống này. Đây là cái cơ thẳng lưng này. Đấy, cái người nào gầy tí nó bật cái lưng người gầy ra, đây là cơ thẳng lưng này. Đây là rãnh sống. Thế thì thể hẹp là cơ chỉ nằm hẹp như thế này thôi. Còn thể rộng là cơ từ đây nhưng mà lan sang bên rãnh sống, gọi là thể lớn. Còn thể rộng là cơ cũng bắt đầu từ từ đầu gai sống lan vượt qua sang bên ngoài cơ thẳng lưng, gọi là thể thể lớn. Thể lớn nó có thể ra đến đây là lớn rồi nhưng nó có thể chạy vòng tiếp ra đằng sau, chạy tiếp ra đằng trước này cũng là thể lớn. Đấy. Thế là có ba loại thể, thứ nhất là thể hẹp này, thể rộng này và thể lớn. Thể hẹp, thể rộng là lan ra đây, thể lớn là lan rộng ra ngoài. Đấy, cứ qua lên đến cơ thẳng lưng này là bắt đầu là thể lớn rồi. Thứ hai là thể lớp ngoài. Lớp ngoài là chỉ có cơ bệnh lý ở đây thôi, gọi là thể ngoài. Nó nằm sát, đây là da, đây là da thì sát với da gọi là thể ngoài. Thể trong là sát với xương, thể trong là sát với xương. Còn thể giữa là ở giữa đấy. Thế thì chúng ta nhìn nhá, nó có những cái loại này này. Thứ nhất là thể ngoài hẹp, thể ngoài rộng, thể ngoài lớn, thể giữa hẹp, thể giữa rộng, thể giữa lớn, thể trong hẹp, thể trong rộng, thể trong lớn. Đấy, đấy gọi là đấy là 9 loại đúng không? Ngoài hẹp, ngoài rộng, ngoài lớn, giữa hẹp, giữa rộng, giữa lớn, trong hẹp, trong rộng, trong lớn.
Cho nên sau này nhá, cùng là bệnh tim, nhưng mà mình kiểm tra một người cũng bị tim như thế, nhưng mà cơ bệnh lý lại thể hẹp thôi, thì là bệnh nó khác. Cũng là bệnh tim nhưng mà nó lại thể ngoài như lại thể ngoài rộng, thế là bệnh lại là bệnh khác. Cũng là bệnh tim nhưng mà cơ bệnh lý nó lại thể ngoài lớn, bệnh khác. Cũng là thể tim nhưng mà bệnh lại bệnh giữa hẹp là khác, giữa rộng khác, giữa lớn khác. Đấy, đây là chín thể đơn, xóa đi cho chín cái thể liên nữa để mọi người khiếp này. Tiếp này, tiếp chín thể liên nữa. Thể liên là thế này, thể liên là vừa có lớp cơ bên ngoài nhưng mà vừa có lớp cơ ở giữa, vừa có lớp cơ ở sâu trong. Thế nhưng mà nó có hai lớp một lúc, nghĩa là liên ngoài và giữa, thì nó có liên ngoài giữa hẹp, liên ngoài giữa lớn, liên ngoài giữa rộng. Mọi người hình dung không ạ? Cũng là bệnh tim nhưng mà bệnh là đơn ngoài hẹp với bệnh liên ngoài giữa hẹp hoàn toàn khác nhau. Cái loại liên thứ hai là giữa trong hẹp, giữa trong lớn, giữa trong rộng, xong giữa trong lớn. Đấy. Cái loại thứ ba là liên ngoài giữa trong, có nghĩa là cả ba cơ bệnh lý từ ngoài giữa trong nó liên vào nhau, thì nó có liên ngoài giữa trong hẹp, liên ngoài giữa trong rộng và liên ngoài giữa trong lớn. Có nghĩa là có 9 loại đơn và 9 loại liên. Hôm nay giới thiệu thế, mọi người nghe thì phải nghe nghe lại, dở vở ra nữa để xem lại, thì lúc đấy chúng ta mới hình dung hết được nhé. Bây giờ chúng ta sẽ tắt kênh này đi, chúng ta mở cái lưng ra, mở cái lưng ra để nói lại là thể thể rộng, thể hẹp, thể lớn nhé. Mọi người nhìn được không ạ? Có ạ. Nhìn được ạ. Ok, tốt, tốt rồi, tốt rồi. Đây, chúng ta lấy một cái cơ người nào tương đối đẹp nhất để nhìn cho nó dễ nhìn. Sau này biết nếu mà ai hình dung ra thể loại cơ nhá, nhìn đọc đã đọc được tên thể loại cơ thì biết ngay là bệnh này mức độ chữa bệnh mới, bệnh cũ, chữa lâu hay là chữa nhanh, khó chữa hay là dễ chữa. Đấy, cho nên là cái này không đơn giản. Lấy tạm cái lưng nào cho nó sáng sủa tí nhá. Đây, lấy cái lưng này nhá, rồi lấy cái lưng lưng này cho nó dễ. Chúng ta nhìn đấy ạ, thể hẹp là nó chỉ ở trên đầu gai sống thôi, nhưng mà nó sẽ chỉ là một điểm thôi nhé, chứ nó không phải nó dài này. Tại vì thể là chúng ta nói đến cái vị trí đốt sống nào có trọng điểm á, thì chúng ta nói thể ở đấy. Đốt sống nào chứa trọng điểm, cái dây nó có một cái dây cơ bệnh lý, nó nằm trên đầu gai sống, nó nằm thế này, nhưng mà cái trọng khu của chúng ta nó nằm ở đây, trọng điểm nó nằm ở đây, thì chúng ta chỉ đánh giá ở cái chỗ trọng điểm thôi. Thể hẹp là cơ bệnh lý chỉ nằm trên đầu gai sống. Thể rộng, đây chúng ta nhìn cái rãnh sống này này. Đây rãnh sống này. Đấy, rãnh sống này. Mọi người nhìn thấy không? Đấy. Người gầy nó nhìn thấy rãnh sống này. Cho nên là cơ chỉ nằm trên đầu gai sống này thôi ấy, thì gọi là thể hẹp. Nhưng mà cơ nó nằm ở đây, xong nó lại lan sang cái rãnh sống này, gọi là thể rộng. Đây là từ chỗ này là cơ thẳng lưng này. Nếu mà cơ nó lan từ đầu gai sống sang rãnh sống, lan sang cơ thẳng lưng, cái gọi là thể lớn. Mà đã thể lớn thì nó có thể chạy vòng ra cả đằng trước nhé. Chạy vòng ra cả ngực, chạy vòng ra cả da tay này, tay da chân này, da mu này, tất cả. Đấy. Cho nên là thể hẹp, thể rộng, thể lớn.
tất cả cái vùng nó ra đến đây là thể thể rộng này, khi nó vượt ra ngoài cái cơ thẳng lưng này gọi là thể lớn, ngoài này gọi là thể lớn. Đấy, cho nên là nó có ngoài hẹp, ngoài rộng, ngoài lớn. Cái lớp sâu ở trong là giữa rộng, giữa hẹp, giữa lớn, trong hẹp, trong rộng, trong lớn. Đấy là chín thể đơn. Còn liên là liên ngoài giữa hẹp, liên ngoài giữa rộng, liên ngoài giữa lớn, liên giữa trong đấy, rộng, liên giữa trong lớn, liên giữa trong hẹp. Xong lại còn liên ngoài giữa trong hẹp, liên ngoài giữa trong rộng, liên ngoài giữa trong lớn. Đọc thôi ai mà hình dung được là bị con ngoáng là tẩu hỏa nhập ma luôn đúng không? Đây là 9 loại, 9 loại 2 lần đơn với liên là 18 loại, 18 thể, 18 thể, 18 thể này, nhân với 8 loại cơ bệnh lý này, nhân với 5 loại đốt sống bệnh lý này. Ví dụ đốt sống lồi, chúng ta ghi này, chúng ta ghi xuống này, đốt sống lồi. Chúng ta ghi đi, ghi đốt sống lồi. Cơ co, thể ngoài hẹp. Đấy. Đốt sống lồi, co cơ co, thể ngoài hẹp. Đấy, một loại bệnh nó như thế. Cũng là một loại bệnh nhưng mà lại đốt sống lồi, cơ cứng, thể ngoài hẹp. Đốt sống lồi, cơ mềm, thể ngoài hẹp. Đấy, thấy kinh chưa? Xong lại đốt sống lồi, cơ co, thể ngoài rộng. Đốt sống lồi, cơ co, thể ngoài lớn. Đốt sống lồi, cơ cứng, thể ngoài hẹp. Đốt sống lồi, cơ cứng, thể ngoài rộng. Có nghĩa là chỉ như thế loại cơ bản thôi đã là 292 loại rồi. Có nghĩa là một loại bệnh nó có thể thể hiện ở các mức độ 292 loại cơ bản thôi. Cơ bản thôi. Còn nếu mà chỉ thêm một tích tách, ví dụ cũng là thể lớn, nhưng mà cơ lớn chỉ ra chỗ này thôi. Nhưng mà cái cơ lớn của người khác nó lại ra đến đây thôi thì nó là mức độ nào? Nó lại thể ngoài thì sao, thể giữa thì thế nào, thể trong thế nào, mà lại liên ngoài giữa trong thế nào. Cho nên là cũng nói cho nhà mình biết là cái phương pháp tác động cuộc sống này ấy, đây chỉ giới thiệu cơ bản thôi, chúng ta đã chữa bệnh rồi. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu sâu sắc, sau này chúng ta không cần phải nhớ, chúng ta chỉ hiểu bản chất nó thôi. Tự nhiên chúng ta đối chiếu các bệnh, đối chiếu với trải nghiệm chúng ta, đối chiếu với nguyên lý, có lòng tin. Và mình biết đây là cơ chế, nó phải là nặng hay nhẹ thì cơ nó mới là ngoài hay giữa trong. Nó phải là mới hay lâu thì nó mới là hẹp hay rộng hay lớn. Nó lại phải thế nào thì cơ nó mới cứng hay mềm hay là sơ. Mọi người hình dung không? Thì cái này nó cần trải nghiệm, nhưng mà chúng ta hiểu sơ bộ này để chúng ta biết là phương pháp tác động cuộc sống cực kỳ cơ bản. Học một ngày cũng như là biết, nhưng mà học một năm thì bắt đầu mới biết là à, giống như là văn ở đây. Lớp 1 học văn cũng được, lớp 1 học toán được, nhưng mà học đến giáo sư toán xong đến là tầm cỡ các giải thưởng quốc tế, nó cũng như là toán lý hóa, nhưng mà nó hay là nó tiếp cận rất cơ bản luôn, mà không cần học thuộc nhiều, chỉ cần học hiểu thôi. Có mỗi đốt sống, lớp cơ, nhiệt độ, cảm giác, từ đốt sống với lớp cơ chuyển thành thể loại, từ đấy khám chữa tất cả các loại bệnh luôn. Mọi người hình dung không? Cũng xin báo cáo chia sẻ nhỏ cho cả nhà, riêng về cái thể loại này, có những người đi dạy 4-5 năm rồi, xong ngồi với mình 4-5 lần, anh dạy cho em mỗi cái thể loại thật kỹ mà, xong đến một hôm bay máy bay đi bay về cái bảo là xong rồi, hiểu sâu sắc rồi, hiểu xong cái thể loại, hiểu hết tác động sống, mà đi dạy 4-5 năm rồi. Cho nên là nói cho mọi người biết là cái cơ thể mình nó vi diệu lắm. Và đấy là lý do tại sao cái ông giáo sư, một ông giáo sư hiệu trưởng một cái trường chỉnh cuộc sống của Đức ấy, gặp cái thầy mà dạy tôi là thầy Nguyễn Đức Lợi, thầy mất rồi, thầy tuyệt vời lắm, thầy là nghệ nhân. Thầy bảo tôi sang đây tôi nói với ông giáo sư, ông bảo là này, cái phương pháp tác động cuộc sống của Việt Nam này phải phong cái ông tác giả làm bác học. Để nghĩ ra được cái tác động cuộc sống này phải phong làm bác học. Đấy.
tác động cuộc sống nó đơn giản nhưng nó vĩ đại. Cho nên là đến các giáo sư đầu ngành cách đây 10-20 năm, các cái